Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin 18 giờ tối của Việt Nam Top News. Bản tin cập nhật nguồn tin tức mới và nóng nhất trong ngày được phát sóng vào những khung giờ 6 giờ sáng, 12 giờ 30 phút trưa và 18 giờ tối hàng ngày trên Việt Nam Top News. Và tôi là Thu Hà, người sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin tối nay, ngày 20 tháng 10 năm 2020. Việt Nam, 48 ngày không có ca mắc mới COVID-19, đã chữa khỏi cho 1.046 ca. Quảng Nam khởi tố kẻ sát hại nạn nhân trong cơn ngáo đá. Thế giới ghi nhận hơn 40,6 triệu ca nhiễm COVID-19. Micro của hai ông Trump, Biden sẽ bị tắt khi đối thủ tranh luận. Mỹ truy tố 6 sĩ quan tình báo Nga tấn công mạng. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 20 tháng 10, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Đã có 1.046 ca được chữa khỏi. Hiện không có bệnh nhân nào nặng. Cụ thể, tính đến 6 giờ ngày 20 tháng 10, Việt Nam có tổng cộng 1.040 ca mắc COVID-19. Trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly hiện là 13.537 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 148 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 12.277 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 1.112 người. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 là 10 ca, lần 2 là 3 ca, lần 3 là 5 ca. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 là 35 ca. Tiểu ban điều trị cũng cho biết, đến thời điểm này, nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.046 trong tổng số 1.140 bệnh nhân COVID-19. Sáng ngày 20 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thanh Tâm, 22 tuổi, ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, về hành vi cố ý tước đoạt mạng sống người khác. Theo điều tra, tối ngày 28 tháng 9, Tâm đã cùng chị H, chú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, về nhà của mình ở xã Tam Lộc. Tâm lấy chất bột lạ ra sử dụng, còn chị H ngồi bên. Trong cơn phê, Tâm bị ảo giác nên lao vào bóp ngạt khiến chị H tử vong. Sau khi gây án, anh ta lấy bạc phủ lên người chị H rồi đóng cửa nhà bỏ đi. Ngày hôm sau, Tâm tỉnh táo và nhớ lại hành vi của mình nên bỏ trốn vào nhà mẹ ruột ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Qua công tác vận động, Tâm sau đó đã đến công an đầu thú. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều ngày 8 tháng 10, ông Phan Hoàng Tê, cha của Tâm, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, mở cửa nhà mình ở xã Tam Lộc thì táo hỏa phát hiện thi thể chị H đang phân hủy nặng. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Phú Ninh cùng Viện Kiểm sát nhanh chóng có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ. Được biết, gia đình ông Tê có hai ngôi nhà, căn nhà ở xã Tam Lộc không còn ở hơn một tháng nay. Chiều cùng ngày, ông Tê về ngôi nhà này mở cửa thì hoảng hồn phát hiện vụ việc. Sáng nay ngày 20 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã giao Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với những đơn vị liên quan triển khai những biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, huy động lực lượng ứng cứu nếu xảy ra sự cố tràn dầu ở tàu Jakarta. Được biết, chiếc tàu hàng này đã trôi dạt vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế rồi bị sóng đánh gãy đôi. Trước đó, ngày 10 tháng 10, đồn biên phòng Lăng Cô trong quá trình tuần tra đã phát hiện có một tàu lạ trôi dạt vào bờ biển thuộc khu vực đồn quản lý. Qua xác minh, tàu hàng mang tên Jakarta, treo cờ Đài Loan bị sóng biển đánh dạt vào khu vực Bãi Cả thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tàu dài khoảng 70m, cao 25m, ngang 30m. Trên tàu không có người. Sau 10 ngày, tàu hàng Jakarta bị sóng biển đánh gãy đôi ở vị trí mắc cạn. Phần đầu và đuôi tàu cách nhau khoảng 25m. Hiện lực lượng chức năng đã thông báo cho đại lý đại diện công ty cổ phần ASEAN Trans Việt Nam, đơn vị đại diện cho tàu Jakarta. Sau đó, công ty cổ phần ASEAN Trans Việt Nam đã thông báo cho công ty cổ phần dịch vụ biển Tân Cảng và triển khai thuê hai tàu với 12 người, Vạn Hoa VH-779 của vùng 3 Hải quân và tàu 52-7101 của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung đến vị trí tàu Jakarta bị mắc cạn để ứng phó tiếp cận. Nếu có dầu rò rỉ, lực lượng sẽ triển khai quay phao ứng phó. Ngày 19 tháng 10, cơ quan chức năng tỉnh An Giang cho biết, trong 9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện vi phạm 1.035 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu với số lượng thu giữ là 820.172 gói, xử lý hành chính 217 vụ, xử phạt số tiền là 8.988 tỷ đồng, khởi tố 22 vụ.
Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng An Giang đã kiểm tra phát hiện vi phạm 1.035 vụ mua bán vận chuyển tàng trữ thuốc lá lậu. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng từ công tác phòng chống dịch COVID-19. Các đối tượng buôn lậu thuốc lá điếu luôn tìm mọi thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt lực lượng chức năng để vận chuyển mặt hàng này qua biên giới vào nội địa, thách thức pháp luật. Theo đó, chỉ trong 9 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng An Giang đã kiểm tra phát hiện vi phạm 1.035 vụ mua bán vận chuyển tàng trữ thuốc lá lậu với số lượng thu giữ là 820.172 gói, xử lý hành chính 217 vụ, xử phạt số tiền 8.988 tỷ đồng, khởi tố 22 vụ. Chỉ tính riêng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống buôn lậu đã độc lập bắt được 244 vụ trong tổng số 31 đối tượng, trị giá hàng hóa gần 7 tỷ đồng. Riêng mặt hàng thuốc lá lậu, đơn vị bắt giữ 90 vụ. Tang vật thu giữ 113.550 gói thuốc lá lậu các loại, trị giá 1,5 tỷ đồng. Sau đây là những thông tin cập nhật trên thế giới. Tính đến 9 giờ ngày 20 tháng 10 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận hơn 40,63 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 30,34 triệu người đã hồi phục và 1.122.758 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, thế giới tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm ở mức 337.854 ca nhiễm COVID-19, tuy nhiên đã giảm dưới mức 350.000 ca một ngày. Hiện Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới với hơn 8,45 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 225.000 ca tử vong. Ấn Độ và Brazil đứng thứ hai và thứ ba với số ca nhiễm lần lượt là 7,59 triệu ca nhiễm và 5,25 triệu ca nhiễm. Châu Âu hiện đã vượt Mỹ về số ca nhiễm mới theo tỷ lệ trên 1 triệu dân. Tính đến ngày 19 tháng 10, trung bình có 162 ca nhiễm mới trong tổng số 1 triệu người trong 7 ngày tại Mỹ, so với 187 trường hợp ở châu Âu. Tại châu Á, các nhà khoa học cho rằng Ấn Độ đã đến đỉnh dịch COVID-19 và có thể kiểm soát được dịch vào đầu năm 2021. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia hiện là quốc gia có tổng số ca bệnh và tử vong vì COVID-19 cao nhất tại khu vực. Trong ngày 19 tháng 10, quốc gia này ghi nhận thêm 3.373 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 365.000 ca. Philippines, quốc gia chịu tác động dịch bệnh nghiêm trọng thứ hai trong khu vực, tiếp tục ghi nhận thêm 2.638 ca mắc mới. Ủy ban tranh luận Tổng thống hôm 19 tháng 10 cho biết việc tắt micro sẽ giúp mỗi ứng viên có 2 phút để đưa ra những phát biểu không bị ngắt lời trước khi chuyển sang tranh luận mở. Phần thảo luận mở sẽ không bị tắt micro, nhưng sự gián đoạn do một trong hai ứng viên gây ra sẽ được tính vào thời gian tranh luận của họ. Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ cho biết micro của ông Trump và ông Biden sẽ bị tắt trong 2 phút trả lời của người kia, giúp thông tin không bị gián đoạn. Được biết, cuộc tranh luận cuối cùng của hai ứng cử viên tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10. Thời gian tranh luận là 90 phút, chia làm 6 phần. Ủy ban công bố thay đổi quy tắc sau cuộc đối đầu hỗn loạn giữa Trump và Biden trong buổi tranh luận đầu tiên hôm 29 tháng 9, khi ủy ban đối mặt với những lời chỉ trích để ông Trump ngắt ngang và làm vụn nát cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận cuối cùng dự kiến diễn ra ở Tennessee vào 21 giờ miền Đông Mỹ ngày 22 tháng 10, tức 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10 giờ Hà Nội. Xoay quanh các chủ đề chống COVID-19, gia đình Mỹ, sắc tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo. Các ứng viên có 2 phút để trả lời sau khi người điều hành bắt đầu mỗi chủ đề bằng một câu hỏi. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19 tháng 10 cho biết 6 sĩ quan Nga bị truy tố với cáo buộc tham gia những cuộc tấn công mạng gần đây nhắm vào nhiều nước nhằm thúc đẩy lợi ích địa chính trị của Điện Kremlin hoặc gây bất ổn cho đối thủ. Theo hồ sơ truy tố, 6 người này đều là sĩ quan và cựu sĩ quan trong Tổng cục Tình báo quân đội Nga. Washington cáo buộc các cuộc tấn công trên mạng gần đây đã gây ra thiệt hại hàng tỷ USD và gây gián đoạn hoạt động xã hội, bao gồm dịch vụ y tế, một lưới điện phục vụ hàng trăm nghìn người dân ở Ukraine và vụ hack email nội bộ đảng của Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử. Bản cáo trạng dài 50 trang nhằm vào tin tặc Nga cho biết cuộc tấn công này mang tính hủy diệt, tốn kém và nghiêm trọng nhất. 6 sĩ quan tình báo Nga sẽ phải đối mặt với các tội danh bao gồm lừa đảo qua máy tính, lừa đảo qua điện thoại và thư, cũng như giả mạo danh tính. Những người này được cho là đang ở Nga và khó có thể bị giới chức Mỹ bắt giữ. Bộ Tư pháp Mỹ gần đây ráo riết truy tố các tin tặc nước ngoài, đặc biệt là ở các nước Nga, Trung Quốc và Iran, với mục đích răn đe. Các nước như Anh, Canada cũng nhiều lần cáo buộc tin tặc Nga đứng sau các vụ tấn công mạng. Quân đội Ấn Độ ngày 19 tháng 10 tiết lộ, các lực lượng nước này đã bắt giữ một hạ sĩ quan Trung Quốc đi lạc qua đường biên giới đang tranh chấp giữa New Delhi và Bắc Kinh. Đây là sự cố đầu tiên được công bố kể từ sau khi vụ đụng độ đẫm máu giữa binh lính hai nước này tại đây hồi tháng 6, khiến 20 lính Ấn Độ và một số lính Trung Quốc thiệt mạng.
quân đội Ấn Độ khẳng định đã cung cấp thức ăn, quần áo và những hỗ trợ cần thiết khác cho người lính Trung Quốc nhằm đảm bảo anh khỏi những biến động của độ cao và điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nhà chức trách Ấn Độ tuyên bố sẽ thả người này sau khi hoàn tất các thủ tục. Trước đó, cuối ngày 19 tháng 10, quân đội Trung Quốc lên tiếng xác nhận việc một quân nhân nước này bị phía Ấn Độ bắt giữ. Theo phát ngôn viên Bộ Chỉ huy miền Tây của quân đội Trung Quốc, binh sĩ trên bị lạc vào tối ngày 18 tháng 10 sau khi đồng ý giúp một người chăn gia súc đi tìm bò mất tích. Ông đã yêu cầu quân đội Ấn Độ giúp đỡ và được Ấn Độ cam kết nhanh chóng trả tự do. Giới quan sát nhận định, màn đối xử thân thiện nói trên dường như là dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai bên đã dịu bớt sau nhiều cuộc đàm phán song phương. Mới đây, một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên tài khoản Twitter của Viện Hải quân Mỹ ghi lại cảnh đội đặc nhiệm của Hải quân Hoàng gia Anh đang diễn tập tấn công tàu của đối thủ. Đoạn video clip cho thấy họ mặc đồ bay phản lực giống như là người sắt Iron Man ngoài đời thực, lượn vòng quanh, đổ bộ xuống tàu tuần tra, rồi sau đó quay trở lại tàu cao tốc. Viện Hải quân Mỹ mới đây đã đăng một đoạn video clip cho thấy đội đặc nhiệm Hải quân Hoàng gia Anh thực hiện các kỹ thuật bay lượn giống như trong phim hành động. Một video khác còn cho thấy 4 người mặc đồ bay lượn quanh một tàu tuần tra, sau đó hạ cánh xuống và vỗ tay chúc mừng nhau. Địa điểm diễn tập không được công bố. Với thời gian bay 8 phút, bộ trang phục giúp người mặc có thể bay bằng 5 động cơ phản lực mini, trong đó 4 chiếc gắn ở cánh tay và 1 động cơ gắn ở lưng. Với bộ đồ này, người mặc có thể bay với tốc độ hơn 88 km/h. Trong phần chú thích kèm theo, Viện Hải quân Mỹ cho biết các cuộc diễn tập nhằm xác định bộ đồ người sắt có phải là một lựa chọn khả thi để sử dụng cho cả đội hay không. Viện Hải quân Mỹ cũng tiết lộ Bộ Tư lệnh đặc nhiệm Mỹ cũng đang cân nhắc một thiết bị tương tự có thể bay với tốc độ 321 km/h. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 18 giờ tối của Vietnam Top News xin phép được khép lại. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất được cập nhật và tổng hợp từ những nguồn thông tin uy tín hàng đầu thì đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của chương trình quý vị nha. Chúc quý vị khán giả sẽ có buổi tối tốt lành. Còn bây giờ, Thu Hà xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 6 giờ sáng mai.